Khoảng 18 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2021, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an thành phố Lào Cai đã đột kích vào một ngôi nhà tại tổ 27 phường Bắc Cường thành phố Lào Cai. Qua kiểm kê tại kho hàng này, cảnh sát phát hiện 6 người đã bốc rỡ số hàng gồm 29 thùng các tông chứa tổng trọng lượng gần 500 kg pháo nổ và 384 cây thuốc lá ngoại. 6 người bị bắt giữ gồm Nguyễn Đình Kiên 32 tuổi, Hà Minh Hải 30 tuổi, Lý Văn Ba 19 tuổi, Hoàng Văn Cao 20 tuổi, Lò Sành Dìn 23 tuổi và Đặng Văn Nam 23 tuổi ở tỉnh Lào Cai và tỉnh Điện Biên. Qua điều tra ban đầu, nhóm người này khai nhận họ đã nhận được đơn đặt hàng từ một người đàn ông cần mua số lượng lớn pháo nổ, thuốc lá lậu. Trong đó, Hà Minh Hải là người tìm cách liên hệ với một số chủ hàng bên phía Trung Quốc để mua hàng và thuê người vận chuyển về Lào Cai. Nhưng trong nhiều tháng nay, biên giới Việt-Trung bị cơ quan chức năng kiểm soát gắt gao nên chưa gom đủ hàng theo yêu cầu. Khoảng 18 giờ ngày 17 tháng 11, nhóm người này đang bốc rỡ hàng để vận chuyển về điểm tập kết tại Hà Nội thì bị đột kích bắt giữ. Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.